Hakolin 500B vừa cập bến, giá rẻ chất lượng cho bà con. Và xin chào tất cả quý vị các bạn mà tôi đứng gần ô tô nhá. Hôm nay sẽ quay báo giá và review cho các bác một sản phẩm Olin 500B mới về salon gần ô tô. Thì em này là một em 500B màu trắng, đời 17 có nhá. Và đang có giá là 285 triệu, giá có thương lượng và lọc lá khi các bác xuống xem xe trực tiếp tại salon gần ô tô các bác nhá. Đây, em này thì phải nói với các bác là một hàng siêu phẩm luôn. Thì em này rất là đẹp, mua về là không phải dọn rửa gì nhiều. Đây là bầy luôn. Xe là không va chạm lâm đụng gì. Máy móc nguyên bản nhá. Đây. Bắt đầu đi vào chi tiết cho các bác xem. Đầu tiên này, các bác thấy nội thất rất là đẹp và mới này. Không là để về một em 500B đời 17 mà nó còn đẹp, chất lượng như này rất hiếm nha các bác nha. Bác tài rất là giữ xe này. Từ nội thất này. Đấy. Các bác nhìn tất cả những phần vô lăng này, phần hồ này, rất là sạch sẽ nha. Đấy, chân phanh, chân ga này. Em này nội thất còn rất là đẹp, chắc chắn luôn. Điều hòa đầy đủ, mát lạnh nha. Ấm đồ rất chắc chắn này. Em này là các bác đang tìm kiếm rất là nhiều, nhưng dạo gần đây thì dòng Olin 500B này nó rất là ít hàng các bác nhá. Tìm rất là khó luôn. Và nên bác nào mà có thiện chí thì có thể alo cho em. Đấy, để sở hữu ngay em này nhá. Bác nào mà phong thủy màu trắng thì tốt quá nhá. Xe rất đẹp. Và bác nào chưa biết thì địa chỉ em tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên nhá. Các bác chạy theo trục đường Eco Bắc là đến. Đây, tất cả phần chỉ cửa, cánh cửa nguyên bản hết nha. Đấy. Rất là đẹp. Cửa rất là khít, rất là êm luôn nha. Dàn lốp này, mình thấy dàn lốp này. Đấy, bắt đầu rất là đẹp nha. Dàn lốp đẹp. Cả lốp trước lốp sau luôn. Em này nói chung là xe rất là đẹp luôn, nên các bác không phải bàn nhiều về xe nhá. Dòng này thì do với giá thành rẻ, lại tải rất là khỏe, bền xe, chạy được những miền như miền núi, chở nhiều loại mặt hàng nên các bác rất là ưa chuộng nhá. Có thể chạy một vài năm lại thay xe. Giá thành nó chỉ hơn 100 triệu thôi. À, hơn 200 triệu thôi. Thì em này đời cao, đời 17 thì nó rơi vào 285 nhá. Và giá có thương lượng cho các bác, nên bác nào thiện chí thì alo cho em. Đây, các bác thấy sassi này, nguyên bản này. Đặc biệt thì sàn em này còn lót hẳn dầm gỗ cơ nhá, lót gỗ dày nhá. Sàn lót gỗ dày này. Đấy, bác nào về là chỉ cứ chạy thôi, không phải làm bất kỳ một cái gì hết nhá. Em này nó đẹp là đẹp ở cái đấy nhá. Rất nhiều tính năng chi tiết nổi trội. Đây. Thùng bệ vuông vắn đẹp đẽ từ A đến Z luôn. Bến 15 Hải Phòng nhá. Xe không hề mọt mẹt gì hết. Đẹp chất lượng. Đây, đây là thùng bệ này. Các bác có thể thấy phần thùng này vẫn rất là phẳng nhá. Phần tấm chắn cabin kia vẫn còn nguyên bản này. Tất cả hai bên thành xe rất đẹp. Em này các bác hay mua về chạy rau, chạy lợn, chạy gạo, chạy gỗ nha. Chung là nhiều lắm. Chạy nó không sợ phá xe. Còn xe tàu thì các bác cứ chạy thoải mái thôi. Lốp lan rất đẹp nha. Cái này về là các bác chỉ có việc kiếm tiền thôi, không phải làm thêm bất kỳ cái gì cả. Đây, khám vẫn còn dài luôn. Tháng đến tận tháng 8 năm 2021 nha. Đấy, nên là các bác mua em này là chỉ có kiếm tiền thôi, chỉ có sản xuất thôi. Em báo giá lại cho các bác nha. Sakolin 500B đời 2017, tải trọng là 5 tấn. Điều hòa đầy đủ,
xe chất và 285 triệu. Giá có thương lượng và lọc lá, cho em bác nào thiện chí xuống xem xe nhá. Và nếu thấy hay, hãy để lại một like và nhấn vào nút đăng ký ở từng cái chuông để theo dõi kênh Duẩn Auto nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.